chiếc 7 series. Ngồi vô lăng, giờ mình mới để ý là cái vô lăng này thiết kế khác, khác những chiếc xe BIM khác. Mình sẽ thử ngồi ghế sau của chiếc 7 series, một chiếc xe sang trọng nhất, có màn hình luôn này. Wow. Anh sẽ quay lên. Đằng sau của chiếc 7 series này thì nó quá rộng rồi. Quay vào đây. Ok đây. Nghĩ ở đây có màn hình nhưng mà mình lấy. Ở đây nó sẽ không có tủ lạnh. Cái đây là cái điều hòa đằng sau của chiếc 7 series. Điện nội thất. Wow, cái đèn này là đèn cảm ứng. Đó. Xịn luôn. Này, trên trần này có mấy cái viền này không biết là sẽ bật như nào. Đây là những cái đèn. Đây là cái da nhìn rất là xịn sò nhá. Ồ, có hai cái dây đai an toàn đằng sau luôn. Wow, đóng vào đúng là im ắng hẳn. Ồ, đây là rèm che. Wow. Điều khiển rèm này bằng cái màn hình ở trên này. Thật á? Ồ, đóng bên kia đúng không? Đây ví dụ mình ấn vào bên này thì nó sẽ đóng ở bên này. Mình sẽ mở trong cặp. Mình sẽ mở bên phải, mình sẽ bấm vào bên phải thì nó sẽ mở xuống. Loa thương hiệu gì đây? Đèn chuyển sang màu tím, xanh. Wow, này còn có đèn đọc sách cơ. À. Cho sang màu này. Anh ơi, mấy anh chỉnh bên trên này. Mình mình chỉnh trên này thì bên trên này nó cũng có màu đi luôn. Đây ví dụ mình chuyển sang màu. Đây là xe. Màu này đi, màu tím này đi. Con chủ tịch. Xem còn màu vàng nữa không. Đó, nó chuyển sang màu vàng luôn này. Ồ, có màu xanh xem. Bấm gì này mày? Pha lê. Đúng một nút, gãy gãy. Ồ. Đóng vào thử thế nào. Ôi hello mọi người. Ôi thật sự là đóng vào không nghe cái gì bên ngoài luôn ạ. Rất là nhỏ luôn. Wow, nhìn này các bạn này, nhìn. Các bạn đây là ha. Đây cái chỉnh ghế nó làm bằng pha lê nhìn đẹp thật sự ấy. À đây. Đó chỉnh pha lê này. Nóng quá. Ok, và đây là khu vực duy nhất mình được lái. Vì BMW chỉ cho những người có bằng lái trên 1 năm được lái thử. Mà mình mới có bằng lái nên là mình không được lái thử trong sự kiện này. Thank you.
3 series 330i M Sport. Một cái màn hình dài. Đồng mình nhìn thấy cái màn hình này. Màn hình này sau sờ nóng cơ. Đây. Trên bản 3 series mới này thì cần số rất là nhỏ. Mình sẽ điều chỉnh cái khoảng cách tối ưu này bằng cách là đang kết nối lên bàn đàm phán.